Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì, và tôi là Xuân Quỳnh, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này để chúng ta có thể có thời gian trao đổi, chia sẻ với nhau những kiến thức về sức khỏe, để làm thế nào có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và kể cả những người xung quanh nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề bệnh do virus ở trẻ, tìm hiểu nguyên nhân, cách phòng ngừa và điều trị đúng cách để bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ. Và ngay bây giờ, nếu như quý vị có quan tâm đến chủ đề này của chúng tôi thì hãy gọi điện đến số tổng đài của chương trình để có thể được tư vấn quý vị nhé. Và cùng tham gia trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, trưởng bộ môn nhi Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng khoa miễn dịch dị ứng khớp Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin chào bác sĩ. Chào bác sĩ Xuân Quỳnh. Và như thường lệ, thưa quý vị, trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Virus có kích thước rất nhỏ bé, kích thước mỗi con chỉ từ 20 nanomet đến 200 nanomet, nhỏ hơn vi khuẩn hàng nghìn lần. Chúng sống ký sinh bắt buộc trong tế bào và chỉ có thể nhìn thấy chúng qua kính hiển vi điện tử. Virus được ghi nhận với định nghĩa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Virus ký sinh trong tế bào nên nó phụ thuộc vào tế bào chủ về năng lượng và các chất hóa sinh để sao chép và tổng hợp protein. Chúng sử dụng ngay bộ máy hóa sinh của tế bào chủ để sinh sản, cho nên sự nhân lên của virus sẽ làm chết hoặc hỏng tế bào, gây ra những căn bệnh rất nguy hiểm, có thể lây lan thành đại dịch trên quy mô lớn hoặc có tính toàn cầu. Những bệnh phổ biến do virus gây ra ở trẻ bao gồm cảm cúm, hô hấp, sởi, đau mắt đỏ, tay chân miệng, thủy đậu, zona, viêm não Nhật Bản, tiêu chảy do virus rota. Vào thời điểm giao mùa này, thời tiết chuyển từ không khí lạnh sang nóng, từ độ ẩm cao sang hanh khô, bệnh mà trẻ dễ mắc phải và phổ biến là nhóm bệnh hô hấp. Có hai phương pháp phổ biến là tiêm vaccine và thuốc kháng virus. Hiện nay có nhiều thuốc kháng virus được sử dụng trong một số bệnh do virus gây ra, nhưng chúng cũng chỉ có tác dụng ức chế kìm hãm sự sinh sản của virus chứ không tiêu diệt triệt để loại sinh vật nguy hiểm này. Như trong phóng sự vừa rồi thì có lẽ chúng ta cũng đã đều biết là có một số những căn bệnh do virus như là cảm cúm thì bình thường không chỉ có trẻ nhỏ đâu mà có lẽ là người lớn của chúng ta cũng rất dễ là gặp phải, đặc biệt là trong những khoảng thời gian thời tiết giao mùa như thế này. Tuy nhiên thưa bác sĩ, là chúng ta có thể là phân biệt được là đối với cái bệnh mà virus của trẻ nhỏ so với người lớn thì nó có một cái sự khác nhau như thế nào? Thì chúng ta cũng biết là cái thời điểm này là cái thời điểm giao mùa, cho nên là cả trẻ em kể người lớn đều bị mắc các bệnh lý hô hấp mà chúng tôi gọi là bệnh lý do nhiễm virus đường hô hấp. Thế thì thực ra thì bệnh thì ở trẻ em và người lớn thì đều cái nguyên nhân như nhau là do virus. Tuy nhiên là cách biểu hiện bệnh thì ở trẻ em bao giờ nó cũng rầm rộ hơn, nó cũng nặng nề hơn. Và nếu như chúng ta người lớn ấy, chúng ta nhiễm virus ấy, thì chúng ta khư trú được tại chỗ, nghĩa là chúng ta hắt hơi, sổ mũi, rồi chúng ta có sốt nhẹ 2-3 ngày nó đỡ. Nhưng ở trẻ nhỏ thì nó khác, bởi vì trẻ nhỏ ấy, thì cái hệ miễn dịch nó chưa phải là ổn lắm. Nếu những trẻ khỏe mạnh, dinh dưỡng tốt, miễn dịch tốt thì nó cũng khư trú lại tổn thương và sau 5 đến 7 ngày nó khỏi. Tuy nhiên, nếu trẻ còn bé này, dinh dưỡng không tốt này, không được tiêm chủng đầy đủ thì từ cái virus đó nó mới mở đường cho những cái vi khuẩn xâm nhập vào. Và đầu tiên ấy, chúng ta nói là nhiễm khuẩn ở đường hô hấp trên, nghĩa là ở tai, mũi họng. Xong sau nó mới đi dần xuống rồi đến phế quản, đến phế nang, đến phổi, và lúc đấy bệnh rất nặng. Nhưng chúng ta cũng không lạ là ở thời điểm này tất cả các bệnh viện, nhất là ở các tỉnh Hà Nội, bệnh nhân tràn ngập các bệnh lý hô hấp, sốt rồi ho rồi cảm cúm. Cho nên về nguyên nhân thì giống nhau, nhưng mà cái tiến triển và tiên lượng thì khác nhau, nhất là ở trẻ nhỏ, càng nhỏ thì càng dễ nặng hơn. Vâng, tuy nhiên thì tôi cũng được biết là khi mà chúng ta bị cảm cúm thì cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nhau, cũng có thể là nguyên nhân là do virus, hoặc là có thể là nguyên nhân là từ là nguyên nhân vi khuẩn, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta điều trị thì giữa hai cái nguyên nhân đó có điều gì khác nhau? Thực ra thì virus bao giờ là yếu tố khởi đầu, nghĩa là bình thường nó có sẵn nhưng không hoạt động. Thế khi mà cái thời tiết thay đổi chính là cái điều kiện thuận lợi để cho nó từ thể không hoạt động thành thể hoạt động. Thế thì người lớn chúng ta, như tôi nói là ta có miễn dịch tốt thì chúng ta khư trú được cái tổn thương tại chỗ thôi. Nhưng một đứa trẻ nhỏ ấy thì từ cái tổn thương đó thì cái vi khuẩn nó mới xâm nhập vào, nó có cái gọi là cơ hội xâm nhập vào. Và khi mà đã nhiễm vi khuẩn thì chúng ta có hội chứng nhiễm trùng, nghĩa là sốt cao, rét run, rồi các tổn thương nó sâu hơn, và đặc biệt trẻ em thì rất là dễ biến chứng. Cho nên đã nói vấn đề nhiễm khuẩn thì là vấn đề kháng sinh. Còn nói đến là nhiễm virus thì chúng ta là tăng cường miễn dịch, tăng cường dinh dưỡng, vaccine tốt, cơ địa tốt thì đứa trẻ sẽ khu trú được bệnh. Rõ ràng là khi mà chúng ta biết được cái căn nguyên nhân của nó là như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái cách để giải quyết nó hiệu quả hơn, đúng không ạ? Thế nhưng mà hiện tại đang trong một cái khoảng thời gian giao mùa thì nó sẽ có những cái loại bệnh nào khác nữa? Và tại sao lại cứ trong một cái khoảng thời gian giao mùa thì chúng ta lại mắc phải những căn bệnh như vậy? Chúng ta cứ nói virus là rất là chung chung thôi. Nhưng thực ra chúng ta có nhiều chủng virus ạ. Trên thế giới người ta tính đến hàng triệu chủng virus khác nhau, mà ta định danh được khoảng 5.000 loại virus. Thế thì những cái virus mà chúng ta gọi là hay gặp
thì các anh chị cũng để ý là miền Nam, miền Bắc nó cũng khác nhau. Tôi nói ví dụ như là miền Nam thì có thể có rất nhiều dịch sốt xuất huyết chẳng hạn. Rồi miền Bắc đang vào giờ có dịch tay chân miệng. Thực ra là cả hai miền đều có nhưng chủng nó khác nhau. À, hiện giờ ở Hà Nội chẳng hạn chúng ta có thể có dịch cúm, có dịch sởi. Tức là có rất nhiều dịch nó đều liên quan đến virus và các bệnh lý thì biểu hiện khác nhau. Rồi dịch đau mắt đỏ, tức là rất nhiều dịch khác nhau. Và mỗi bệnh thì đều có thể lây đường hô hấp, lây đường tiêu hóa. Rồi là có thể mùa đông có thể dịch rotavirus, dịch tiêu chảy chẳng hạn. Thì các dịch khác nhau nhưng mà cái đường vào thì đều đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Và cái xử trí nói chung thì đều là vệ sinh mũi họng, dinh dưỡng tốt, miễn dịch tốt thì sẽ khu trú được lại tổn thương. Thưa bác sĩ, làm đối với trẻ em khi mà hệ miễn dịch kém và khi mà các bé trong những cái khoảng thời gian này rất là dễ bị những cái vấn đề liên quan như thế thì các ông bố bà mẹ thường có một cái thói quen là sẽ xử trí cho con ngay tại nhà và sẽ sử dụng lại những cái thuốc mà mình đã điều trị cho con. Đúng không ạ? Vì cứ nghĩ là thì trước kia bé bị như thế thì mình sử dụng thuốc này bé khỏi thì bây giờ mình sử dụng lại thôi. Đơn giản thôi, nhưng mà suy nghĩ như thế này có đúng không? Và liệu là nó sẽ gây ra một cái hậu quả và ảnh hưởng như thế nào ạ? Tôi nói là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì mỗi một lứa tuổi thì có bệnh khác nhau. Mỗi một giai đoạn bệnh thì là bệnh khác nhau. Mặc dù nó đều có khởi phát có vẻ giống nhau là ho hắt hơi sổ mũi thật đấy. Sởi nó cũng khởi phát ho hắt hơi sổ mũi. Mà bệnh viêm virus đường hô hấp nó cũng ho hắt hơi sổ mũi. Nhưng biến chứng khác nhau, điều trị khác nhau. Nếu con thấy có dấu hiệu bị bệnh, nhất là trẻ nhỏ, thì phải đưa trẻ đi khám để bác sĩ có tư vấn kịp thời. Và vấn đề không phải khám không đâu, đôi lúc cần là xét nghiệm để xác định chính xác cái loại virus gì thì mới có hướng xử trí kịp thời, chứ không phải là cứ bảo nó giống giống nhau đều ho sổ mũi thế là như nhau thì hoàn toàn đấy là một hoàn toàn sai lầm. Cũng nói về vấn đề kháng sinh này thì là một vấn đề nan giải và chúng ta cũng đã đề cập đến rất nhiều, và thậm chí là tôi cũng đã từng nghe một cái thông tin là các cái nước ở phương Tây nước ngoài á, khi mà bác sĩ kê một đơn thuốc thì phụ huynh cũng đặt ra một câu hỏi là thế tại sao con của tôi lại dùng kháng sinh, còn như ở Việt Nam chúng ta thì lại hỏi là tại sao lại không có kháng sinh. Vấn đề nữa là kháng sinh đúng ra là phải có đơn và phải biết thuốc, phải kê đơn, và nó có như kiểu có một cái link trên cái hệ thống phần mềm ấy, nhưng chúng ta hoàn toàn tự ra hiệu thuốc, có thể hoàn toàn mua và kể bệnh và thế phải dược sĩ bán thuốc. Bố mẹ yêu cầu mua kháng sinh cũng được, nó hoàn toàn khác. Còn nước ngoài là phải có đơn và đăng ký hệ thống để người ta kiểm soát cái hệ thống đó, nó hoàn toàn khác. Tuy nhiên thì tránh được cái việc này thì có lẽ là chúng ta phải phòng trước, thì để cho giúp cho các bé có một cái sức đề kháng tốt thì không biết là các bậc phụ huynh chúng ta phải làm những cách nào. Bởi vì tôi biết là có nhiều phụ huynh dùng nhiều phương pháp khác nhau, và thậm chí là có một số người á, thấy ở trên thị trường có một số sản phẩm được chiết xuất từ nấm sò thì có cái khả năng là tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ, thì không biết là cái quan điểm này có đúng không ạ? Đấy là một nỗi lo lắng của tất cả các ông bố và mẹ, tức là làm sao cho con mình ngoài cái chuyện là lên cân tốt, có chiều cao tốt thì phải khỏe mạnh, phải như chúng bạn, thông minh như chúng bạn. Thế thì câu chuyện là tăng cường miễn dịch là một câu chuyện tôi nghĩ là canh cánh trong lòng của tất cả các ông bố bà mẹ. Tôi ví dụ, một đứa trẻ nó khỏe mạnh, dinh dưỡng tốt thì bản thân nó có khả năng đề kháng tất cả mọi vấn đề rồi. Thứ hai, đứa trẻ phải tiêm chủng đầy đủ chính là cái biện pháp để nó tăng cường khả năng miễn dịch. Ví dụ chúng ta có chương trình tiêm chủng như tiêm phòng lao, tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván, thủy đậu. Tức là chúng ta tiêm chủng cái đấy, chúng ta đã làm giảm cái khả năng mắc cái bệnh đấy rồi. Hoặc là những bệnh thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận là đặc biệt ở miền Bắc là cái tỷ lệ trẻ nhỏ ấy bị bệnh hô hấp tái đi tái lại rất là nhiều. Trung bình một năm một đứa trẻ nó có khoảng 6 đến 8 lần những hô hấp. Nếu như trường hợp bình thường thì nó chỉ cần là ăn uống, dinh dưỡng tốt, tiêm chủng đầy đủ, rồi là cái môi trường trong sạch, chẳng hạn như bố mẹ không hút thuốc lá trong nhà, không nuôi các súc vật trong nhà để tránh dị ứng. Tuy nhiên, những cái đứa trẻ mà nó có gọi là nguy cơ, nghĩa là tôi nhiều lần bị bệnh, có thể tôi có bị bệnh tiềm tàng bẩm sinh, có thể vì tôi sinh ra đẻ non hơn bình thường, tôi có cái nguy cơ bị gọi là miễn dịch nó kém hơn những đứa trẻ khác, tôi chưa nói bị bệnh lý nhưng kém hơn đứa trẻ khác, thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng những cái sản phẩm mà nó làm cho điều hòa, tăng cường cái khả năng đề kháng của mình lên. Thì thực ra thì trên thị trường chúng ta cũng có rất nhiều các sản phẩm khác nhau, thì trong đó nấm sò cũng là một trong những sản phẩm mà gần đây người ta nói đến rất nhiều và nó có những cái ưu việt của nó. Và cái sản phẩm đầu tiên ấy mà người ta tìm được kháng sinh penicillin ấy, đó là chiết xuất từ nấm. Thế thì cái sản phẩm mà miễn dịch này tất nhiên nó không trùng lại cái chủng nấm đó. Tuy nhiên người ta thấy là cái chủng nó làm cái loại mà nó gọi là beta glucan, làm cái loại chủng mà nó gọi là cái polysaccharide, nó có tác dụng trên hệ thống miễn dịch cơ thể, nó gọi là điều hòa hệ thống miễn dịch cơ thể. Nghĩa là nó không điều trị đặc hiệu một bệnh A, bệnh B, bệnh C, nhưng mà nó có khả năng là kích thích nó đi vào đường tiêu hóa, nó không hấp thu vào cho nên nó không bị độc dịch cơ thể cả, nhưng nó kích thích hoàn toàn hệ miễn dịch của dọc cái đường ruột đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường ruột của chúng ta ấy, nó là một cái hệ thống hạch dọc cơ thể và nó giúp cho sinh kháng thể. Và cái hệ thống polysaccharide đó, gọi là beta glucan đó, nó đi vào trong cơ thể, nó kích thích sinh miễn dịch. Rồi sinh miễn dịch đó sao ạ? Nó mới đi vào máu và nó bảo vệ miễn dịch toàn cơ thể. Không có nghĩa là tôi ăn đường tiêu hóa tôi miễn dịch mỗi đường tiêu hóa, mà nó miễn dịch toàn bộ cơ thể, sẽ giảm nguy cơ các cái bệnh lý đường hô hấp,
đường tiêu hóa, các bệnh lý dị ứng. Nhưng vì chúng ta chủ yếu là hay bị các bệnh hô hấp tái tế lại, cho nên thấy rất rõ cái hiệu quả là dùng các cái sản phẩm từ nấm sò đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mà liên quan đến đường dị ứng đường hô hấp. Đấy cũng là một cái giải pháp mà tôi thấy hoàn toàn hợp lý cho trẻ em. Vâng, rõ ràng là chúng ta cũng đã tìm hiểu được là nguyên nhân hay là có một số những cái giải pháp nào đó để chúng ta phòng và tăng sức đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên để tìm hiểu cụ thể hơn thì có lẽ trước khi chúng ta đến với phần đó thì bây giờ xin mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ đến với một tình huống của chúng tôi. Trời ơi, từ nãy giờ em để ý nhá, chị ngáp mấy lần rồi đấy. Này, đêm qua lại tí đúng không? Ôi vớ vẩn, thằng cu nhà chị, cái thằng thêm thằng nếm đấy. Làm sao? Ôi dồi ôi, hôm qua tự dưng ấy, cậu ta sốt đùng đùng lên. Trời ơi, phải chườm đá này, xong rồi để hạ sốt này. Ôi dồi, chị mệt dã rời luôn ấy. Thế nó bị làm sao? Ôi dồi, chắc là do thời tiết thay đổi. Thế là cậu ta bị viêm họng, ho sụ sụ lên sốt đùng đùng. Đi khám chưa? Cứ lúc nào cũng bảo là viêm họng. Đi khám rồi, bác sĩ cho kháng sinh. Lại kháng sinh? Ừ. Ồ, em bó tay với chị đấy. Em nói thật cho chị biết nhá, kháng sinh ý chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt thôi. Chị phải tìm rõ nguyên nhân xem là nó từ đâu ra, để mà tìm cách khắc phục và chữa cho nó triệt để chứ. Lúc nào cũng dùng kháng sinh thế? Chị đã cho dùng các loại thuốc kiểu đông tây, ví dụ như kiểu của mình, đông nam của mình đây này. Là húng chanh dùng chưa? Húng chanh dùng rồi. Quất ngâm mật ong dùng chưa? Dùng rồi. Bạc hà dùng chưa? Dùng rồi, làm hết rồi, đông y kết hợp rồi. Mà vẫn không khỏi, cứ mỗi lần thay đổi thời tiết là nó lại ho. À thôi đúng rồi, em nhớ là trước đây thằng cu của nhà em ấy, nó cũng hay hắt hơi sổ mũi rồi ho này. Ho có đờm nhá, rồi viêm họng thường xuyên. Mẹ chồng em dùng cái thuốc mà có beta glucan ấy, hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp, mà còn là tăng cường cái sự miễn dịch, ngăn ngừa giảm tái phát nữa đấy. Này này, gọi mẹ chồng đi, hỏi hộ chị cái xem như thế nào. Bà đúng rồi, bây giờ thời đại 4.0 rồi, ai người ta gọi điện làm cái gì, cứ hỏi chị Google là ra hết. Ủa thế à? Đây. Đây rồi. Nào, đọc đi. Đây nhá. Ừ. Sản phẩm được chiết xuất từ nấm sò hay còn gọi là nấm bào ngư. À. Ừ. Có hàm lượng beta 1.3 và 1.6. Ờ. Tin xem nào, nó ghi đây là của D-glucan cao. À. Cao nhất thị trường luôn. Ừ. Công dụng ngay đây này. Kích thích hệ miễn dịch, giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng trẻ em. Ừ. Giúp tăng cường và phòng chống bệnh tật, và nhất là các bệnh đường hô hấp như là viêm mũi này, đúng viêm rồi. Họng, viêm phế quản, ừ. Hen phế quản, vân vân và vân vân. Ừ. Các bệnh do virus gây ra như là giảm cúm này, sởi này, thủy đậu và tất cả các loại virus. Đấy. Hay thế. Phục hồi sức khỏe của trẻ mới ốm dậy. Ừ. Đấy, giờ đấy chưa? Hỏi Google phát ra luôn. Ừ. Trời ơi, fan này tôi phải cảm ơn cô mới được. Trẻ em nên dùng cái này, nó rất là tốt cho sức khỏe. Ừ, cảm ơn cô. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một tình huống của chương trình và có lẽ là cũng giống như nỗi lo của nhân vật ở trong tình huống vừa rồi. Làm thế nào để cho các bé ở nhà chúng ta có thể tăng sức đề kháng, phòng bệnh được là tốt nhất đúng không ạ? Và có lẽ là ngay lúc này thì những vị khán giả đang có mặt ở trong trường quay chúng ta cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này. Liệu là không biết có ai có câu hỏi nào muốn gửi đến cho bác sĩ của chúng tôi không ạ? Cho tôi hỏi bác sĩ một câu hỏi. Cháu nhà tôi được 3 tuổi rưỡi. Thì cháu thay đổi thời tiết ấy, cháu rất hay bị ho này và viêm họng này và cảm cúm, mà cháu thì rất hay tái phát nhiều lần. Tôi cũng tìm hiểu về các những cái thuốc dân gian rất nhiều mà không thấy đỡ, mà lại còn nặng hơn, phải đến dùng đến thuốc kháng sinh đấy. Tôi rất là vô tình có một người quen tôi giới thiệu cái thuốc immunoglucan. Tôi cũng để cháu sử dụng đến độ tháng, 2 tháng ấy, gần như là nó không còn cái triệu chứng tái lại nữa. Qua đây thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là cái thuốc đó nếu như để cho cháu điều trị dài thì có phản ứng phụ gì không ạ? Ngoài việc sử dụng cái sản phẩm như là lúc nãy vị khán giả vừa nhắc tới là immunoglucan B4H á, thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải kết hợp với một cái chế độ cho bé là sao ăn uống rồi ngủ nghỉ sinh hoạt thì nó mới đạt hiệu quả tốt đúng không ạ? Thì bác sĩ có lời khuyên nào cho quý vị khán giả? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Và câu hỏi của bạn là một câu hỏi cũng rất nhiều người băn khoăn với con mình. Đấy là cái sản phẩm mà nó chiết xuất từ nấm sò, nó được dùng qua đường tiêu hóa
Và khi mà dùng nước đường tiêu hóa đó thì nó rất là may là nó lại không hấp thu vào cơ thể. Thế nhưng mà nó lại tác động lên cái hệ thống miễn dịch và nó kích thích miễn dịch. Ví dụ nó kích thích miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu. Không đặc hiệu là gì ạ? Chẳng hạn như trên da, trên cơ, tất cả những hệ thống bình thường để sinh ra những cái khả năng rào chống đỡ. Miễn dịch đặc hiệu nghĩa là nó sinh ra những cái gọi là interferon hay những cái cytokine để mà tác động chống lại các cái virus đặc hiệu. Như vậy thì chúng ta dùng thuốc, chúng ta không quan tâm là như vậy kích thích miễn dịch đó là phải là virus sởi hay là virus cúm, từng loại virus một, mà nó tăng cường hệ miễn dịch nói chung của cơ thể và nó làm cho hệ thống miễn dịch của mình nó phát triển toàn diện lên, chứ không phải là tôi điều trị cụ thể từng bệnh một. Nhưng tuy nhiên là muốn một cái điều trị một cái bệnh thì nó không phải là như ở thuốc ấy, dùng một ngày một tuần, mà các bạn phải duy trì tối thiểu là một tháng, còn bình thường nó phải dùng từ ít nhất là 3 tháng. Đối với những cái đứa trẻ mà nó nhiều lần nhiễm khuẩn, có nguy cơ nhiễm khuẩn, ví dụ như là bị suy dinh dưỡng này, ví dụ như có tiền sử đẻ non này, thì thậm chí ta dùng đến 6 tháng hoặc là 1 năm dùng đến 3-4 tháng và nhắc lại 2 lần một năm, và năm sau nhắc lại đến khoảng 5-6 tuổi để nó làm duy trì trí nhớ miễn dịch đó mà nó phát triển song hành với dinh dưỡng, song hành với vaccine, song hành với môi trường. Nên tôi nghĩ là cái thuốc này hiện tại thì cũng chưa thấy có tác dụng phụ gì cả. Đứa trẻ khỏe mạnh thì chúng ta phải đảm bảo một chế độ ăn hợp lý, tức là nó khẩu phần rất là cân đối, chúng ta gọi là đạm, đường, mỡ, vitamin và rau. Trẻ nhỏ dưới 6 tháng thì nên bú mẹ hoàn toàn, bởi vì sữa mẹ ngoài chuyện dinh dưỡng tốt, nó còn cung cấp rất là đầy đủ những cái miễn dịch cho đứa trẻ. Chúng ta phải giữ đứa trẻ tiêm chủng rất đầy đủ. Rồi gì nữa, trong cái môi trường trong gia đình ấy, phải giữ một cái môi trường rất là sạch sẽ, tránh khói thuốc lá, tránh ô nhiễm môi trường. Thì tất cả những việc đấy phối hợp cùng với khả năng tăng cường đề kháng miễn dịch thì sẽ làm cho đứa trẻ phát triển toàn diện và giảm nguy cơ ốm đau. Rõ ràng là mỗi một ông bố bà mẹ trong cái quá trình mà chăm sóc bé là một quá trình rất là khó khăn và đôi khi khiến cho các bậc phụ huynh chúng ta cũng bị căng thẳng stress, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta nếu như mà chọn ra được một giải pháp nào đó, chúng ta có một nguồn thông tin tốt và đặc biệt là tìm đến các cái đơn vị, các cơ sở y tế hay các bác sĩ tư vấn, thì chúng ta cũng sẽ có được một cái cách thức hợp lý cho mình. Và hy vọng là với những lời chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay thì quý vị khán giả ở trong trường quay hay là quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng ta cũng đã chọn được cho mình một giải pháp hợp lý. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Cơ thể bạn nói gì cũng xin được phép khép lại. Chúng tôi một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị đến với chương trình. Và nếu như thời lượng của chương trình chúng tôi cũng không thể nào mà có thể đủ để cho quý vị chúng ta đưa ra tất cả những cái lời băn khoăn thắc mắc của mình, thì có thể gọi điện đến số điện thoại của chương trình là 0836 229 229. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Sản phẩm chiết xuất từ nấm sò này đã được nghiên cứu khoa học ở các phương diện. 1. Về tác dụng điều hòa miễn dịch của Pleuran chiết xuất từ nấm sò ở trẻ em bị nhiễm khuẩn đường hô hấp tái phát. 2. Nghiên cứu hiệu lực và độ an toàn của sản phẩm trong phòng chống nhiễm khuẩn đường hô hấp tái phát. 3. Nghiên cứu tiến cứu về việc bổ sung beta-glucan từ nấm sò ở trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp tái phát. Và hiệu quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy sản phẩm có chứa beta 1.3/1.6 D-glucan Pleuran tự nhiên chiết xuất từ nấm sò, hiệu quả trong công thức kết hợp tối ưu với vitamin C. Beta 1.3/1.6 D-glucan Pleuran này kích thích hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể người. Nó hoạt động như một chất kích hoạt các thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, chủ yếu là các đại thực bào, đóng vai trò chủ chốt trong việc bắt đầu và duy trì đáp ứng miễn dịch. Các đại thực bào này chịu trách nhiệm tiêu diệt các vi sinh vật và các tác nhân ngoại lai như vi khuẩn, virus, các tế bào đột biến trong cơ thể con người và thường gây ra bệnh nghiêm trọng. Hiệu quả và khả năng hoạt hóa hệ miễn dịch phụ thuộc vào nguồn gốc, phương pháp và độ tinh khiết của beta glucan thu được. Sản phẩm chứa beta glucan Pleuran rất tinh khiết, kết hợp thêm vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch một cách lâu dài. Tôi sử dụng cái sản phẩm này cho con mình được khoảng 2 năm rồi. Thì ban đầu thì mình cũng nghĩ là cứ tin tưởng vào cái hiệu quả và chất lượng của sản phẩm thì mình mua về mình dùng cho con. Thì thấy cháu nó dùng được một khoảng thời gian dài thì tôi thấy là nó cái triệu chứng biếng ăn của cháu giảm, mà cái bình thường là cháu hay ốm lắm. Các cái thời gian chuyển mùa ấy thì thấy là bây giờ thì cháu nó khỏe mạnh hơn và cái sức đề kháng tốt hơn. Thì chắc chắn là tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm này trong thời gian tới.